Xong rồi. Rồi xong luôn, xong rồi. Vô đây Linh, vô đây. Xong rồi anh ơi. Chưa, từ từ, chưa có xong. Xong rồi, không em nói xong rồi. Vì này á, là hội phụ huynh á, là đang ra cái chủ đề là năm nay là mình sẽ tặng cho thầy cô một cái món quà. Năm nào cũng tặng đúng không? Ừ thì tặng đi. Nhưng mà năm nay có chủ đề. Trời ơi, tặng quà cũng có chủ đề nữa kìa. Trời ơi, trời, hội phụ huynh của em vậy ra anh dị gì đó. Độc đáo nha. Độc đáo lắm. Ờ, đó. Chủ đề năm nay làm sao? Gớm sứ gấm cái nhà đó, thấy không, có mẫu luôn hả? Có mẫu luôn, đưa ra chủ đề cái có mẫu đàng hoàng. Ờ nhưng mà anh nghĩ vậy nè, cũng là một cái thông điệp hay. Đúng, bởi đúng. Vì chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua, nếu mà tặng thì đương nhiên ai cũng làm được thôi. Đúng, nhưng mà rồi. Cái này phải giá trị tinh thần là do bàn tay của các phụ huynh làm tặng cho thầy cô, giống như thầy cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho các trò vậy đó. Đó, cái ý là ý như vậy đó, nhưng mà hơi cực em. Yeah. Khổ. Bây giờ vậy nè anh, kêu em á là phải nặng làm sao mà cho cái bình nó phải y chang như vậy. Quán miệng như vậy nó phải bóng lên, thấy không? Mà nhặt nổi trong thành phố mình á thì lại không có cái chỗ nào để mà làm gốm sứ. Ủa gì vậy, nó mới căng cho em đó. Trời ơi, vậy là em hỏi đúng nơi đúng người luôn rồi. Hữu nhiên thiện lý năng tường ngộ. Hữu nhiên thiện lý năng tường ngộ. Đặc sắc chứ, phải gần nhà anh chứ. Gần nhà anh luôn. Trời ơi, gần đây nè cưng. Trời ơi, đi bộ có tới liền. Đi bộ có hả? Anh ơi, cũng biết đi liền nữa anh. Nào tất cả quý vị ơi, nếu như quý vị mong muốn được trải nghiệm những cảm xúc chân thật nhất bằng đôi bàn tay điều nghề của mình để chạm khắc và tạo ra những sản phẩm liên quan đến gốm sứ thì hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Chuyện đó chuyện đây được phát sóng vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chắc chắn với món quà đặc biệt ý nghĩa này sẽ giúp cho Gia Linh mang lại rất là nhiều niềm vui hạnh phúc cho hội trưởng hội phụ huynh. Đúng để rồi. Có thể bày tỏ lòng biết ơn đến cho các quý thầy cô. Tới Linh. Dạ. Đây, lẹ. Anh Kỳ ơi, anh Kỳ. Đây, hả? Dạ. Dạ, chào anh. Kỳ. Dạ. Dạ, giới thiệu với Kỳ, đây là Gia Linh, bạn của Hoàng. Thì cũng có tâm sự qua điện thoại trước rồi đó. Dạ, thì bữa nay cũng xin được phép hẹn anh Kỳ ở nơi cửa hàng cũng như là studio hoành tráng của điện tả. Bắn tình dịch rồi. Thấy mấy bạn học viên đang không? Mời anh chị mình vào rồi có gì mình sẽ giới thiệu về cái cách làm cái sản phẩm mình mong muốn hôm nay. Dạ, cảm ơn Kỳ. Đi cảm ơn anh. Đi. Nghề gốm, một nghề có lịch sử lâu đời nhưng cho đến nay vẫn phát triển rải rác khắp đất nước ta. Ở tỉnh nào cũng có vùng làm nghề gốm, những dãy lò gốm đang nghi ngút khói. Có lẽ là hình ảnh đã quá quen thuộc với thế hệ 7X trở về trước. Những trung tâm sứ gốm ở nước ta xuất hiện từ thời Lý, Trần mà đến nay vẫn còn hưng thịnh nghề nghiệp. Đó là Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Hương Canh, Quế Quyển, Trung Thành, vân vân. Mỗi vùng quê gốm lại giữ kỹ nghệ riêng biệt và mỗi nơi lại có mặt hàng gốm đặc trưng của riêng mình, tạo thêm cái đa dạng và phong phú của nghề gốm Việt Nam. Một đặc điểm riêng biệt và rõ nét nhất của nghề gốm là đều phát triển dọc sát các kiền sông, bởi lẽ nó tiện đường chuyên chở và đất sét dọc các kiền sông là thứ nguyên liệu quý để sản xuất ra gốm sứ. Mời anh chị. Ồ, trong này thoáng mát quá ha. Đẹp quá nè, nhiều quá nè. Wow. Thì đây là một số sản phẩm của bên studio của bên em. Mà đẹp thiệt. Nhìn á, bên ngoài rất là đơn giản. Nhưng mà Hoàng nghĩ để tạo ra một sự cân đối, cân xứng và tinh tế và rất là khó và tốn nhiều thời gian lắm đúng không ạ? Dạ, chính xác. Dạ. Ok, anh có thể cho em hỏi là cái này có phải là những chiếc bình luôn đúng không anh? Dạ, đúng rồi, chính xác. Bình ghê không? Không mấy em tặng cô cái bình này đi. Có mẫu rồi mà cô kêu em làm giống vậy mới đau. Đó. Ê nè giống giống nè. Cái này là size L. Làm được. Làm được, anh tin em làm được. Còn những tác phẩm bên đây như thế nào anh Kỳ ha? Những cái sản phẩm ở bên đây á thì là những cái sản phẩm mà của các bạn học sinh tham gia workshop một buổi á, các bạn đã hoàn thiện và để ở đây giống như kiểu để làm mẫu cho mọi người có thể tham khảo. Ủa, dạ, dạ anh Kỳ có gì hướng dẫn cho Linh làm được không ạ? Chăm đi xíu nha. Ôi. Đẹp quá, lần đầu làm mà anh, đẹp quá. Cái này là sau khi mà mình nặng thành cái dĩa xong rồi học viên mình tự vẽ lên luôn ha. Dạ đúng rồi chị. Ủa, khéo vậy? Đẹp không? Ủa mà vẽ bằng gì anh Kỳ?
À, cái này là vẽ bằng màu chuyên dụng cho đồ gốm. Cái này là nung, là mình nung bằng cái lò chuyên dụng phải không ta? Đúng rồi, à, lò nung gốm. À, nhưng mà cái đó là cái hình thức nung dành cho những tác phẩm mà có điêu khắc và vẽ ở trên đó. Còn ví dụ như nung những cái sản phẩm đơn thuần, đơn giản giống như là cái bình mẫu kia của Gia Linh thì mất thời gian khoảng bao nhiêu lâu ạ? Cũng giống nhau hết. Tức là 30 tiếng ấy, là thời gian nung thôi. Thời gian nung. Còn mình sẽ phải, sau khi mà làm xong mình sẽ phải để khô trong khoảng tầm 7 ngày. Khi mà mình chưa phơi khô hoàn toàn sản phẩm mà mình để nung ấy, dạ, thì là hơi nước ở trong sản phẩm nó sẽ là tích tụ bay lên. Dạ. Thì khi mà giãn nở ra thì nó sẽ làm sản phẩm mình bị nứt. À, hiểu rồi. Ôi chua, đâu có đơn giản. Rồi sao giờ hỏi hội trưởng, hội phụ huynh coi. Hội trưởng, hội phụ huynh coi. Chế độ là chống va đập, chống bể không? Đúng rồi làm anh, bây luôn. Giờ những cái này là không biết là mình đập xuống nó có bể không anh? À, chắc chắn là bể. Đã yeah, xin chào đón quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và bây giờ hãy sẵn sàng để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nữa về nghề nghiệp, về nguồn cảm hứng của anh Khắc Kỳ đối với bộ môn nghệ thuật này. Thì mình tìm hiểu về nghề trước đi. Là Khắc Kỳ đã đam mê về gốm sứ từ khi nào? Và trước đây Khắc Kỳ học theo ngành nghề lĩnh vực nào ạ? Trước đây thì em học về kinh tế luật. Thực ra em không có học ở Việt Nam mà em học ở Nhật. À, học ở Nhật ấy, thì em được tiếp xúc tương đối nhiều về thiền và trà đạo. Có cả làm gốm nữa. Thì lúc đó thì cũng rất là thích nhưng mà cũng chưa có là tìm hiểu gì nhiều. Nhưng mà khi mà về Việt Nam mình làm việc rồi mình được tiếp xúc nhiều hơn thì mình cũng kiểu cảm thấy là thích và muốn gắn bó với cái nghề làm gốm. Tự nhiên thích gì đó. Có một cái dấu ấn, một kỷ niệm, một khoảnh khắc nào đó khiến mình phải thay đổi cái tư duy rằng là mình sẽ rẽ hướng sang một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế không? Giống như cái cơ duyên đi. Có không ạ? Thực ra là trước đây thì em rất là thích trồng cây. Dạ. Rồi xong sau đó thì là em tìm hiểu về các cái chậu để mà trồng cây á. Thì khi mà mình tìm hiểu chậu thì mình đặc biệt thích cái chậu bằng gốm. Yeah. Thì là nhưng mà kiểu có những cái kiểu chậu mình rất là thích nhưng mà ở Việt Nam thì gần như là không có nơi nào sản xuất hết. Thì mình muốn có những cái chậu như thế để trồng cây cho nên là mình quyết định là mình học làm gốm để mình làm ra những cái chậu như thế. Cũng hay chứ. Học kinh tế luật để mình có một nền tảng về kiến thức về luật nữa để mình sau này mình kinh doanh cho tốt. Rồi bên cạnh đó là cái cơ duyên cũng khá là thú vị. Em hỏi này được không, hay là anh thường á em cũng thích làm gốm nè. Nếu mà nói đam mê thì chắc không bằng anh Kỳ đây rồi. Nhưng mà thật sự thì em không biết là nếu như mà mình không có qua tay gì lắm á thì không biết là mình có thể làm ra được những cái sản phẩm gốm được tưởng vậy không anh? Cỡ nhà không anh? Cô lo, cô muốn làm quà tặng cho cô. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thực ra thì làm gốm khó thì cũng khó, nhưng mà dễ thì cũng rất là dễ. Ở đây đa phần tất cả mọi người tham gia workshop làm gốm thì gần như là chưa có kinh nghiệm gì cả. Và trong số đó cũng rất là nhiều người không có hoa tay gì hết. Nhưng mà với một số kỹ thuật rất là đơn giản thì mình cũng có thể là làm ra được những cái tác phẩm mà rất là ok. Anh Kỳ cho em hỏi là để mà mình học hỏi, để mà mình làm ra những cái sản phẩm được đẹp như vậy nè. Đó, mà giống như vậy nè. Dạ, đúng rồi, vậy đi. Thì em sẽ mất thời gian khoảng bao lâu để mà mình học và mình rèn luyện? Về cái thời gian mà mình học và làm sản phẩm thì cái đó nó tùy thuộc vào cái độ khó của sản phẩm mình muốn làm. Ví dụ như là cái này đi chẳng hạn. Cái này khó nè. Cái này ấy, rất khó. Rất khó luôn thôi chứ. Mình có thể học và làm trong một buổi được. Trời ơi, vậy có hy vọng rồi Linh ơi. Hy vọng, có hy vọng anh. Còn ví dụ như một số các cái sản phẩm phía sau này chẳng hạn. Những cái sản phẩm mà dùng bàn xoay ấy, mà ví dụ như những cái sản phẩm mà có chiều cao nó cao ấy, chẳng hạn, thì là mình có thể là phải luyện khoảng tầm nửa năm đến một năm gì đó.
thì mình mới làm được những sản phẩm khó như thế. Yên tâm đi, nếu như em đam mê theo đuổi thì chắc chắn làm được mà. Như thầy Kỳ nè. Ủa rồi thì như vậy thì như ngày hôm nay Hoa Đá Bơ và Gia Linh đang rất mong muốn tạo ra một tác phẩm. Không biết là mình muốn làm sản phẩm tức là trong làm gốm ấy, thì nó sẽ có một số kỹ thuật, ví dụ như là hand building, tức là làm bằng tay, không có dùng máy móc gì hết. Một số kỹ thuật khó hơn thì tức là dùng bàn xoay, thì bàn xoay ở đây có bàn xoay tay, cái này gọi là bàn xoay tay. Ngoài ra thì có bàn xoay điện. Đây, bạn đang thấy một cái bàn xoay này chắc chắn rồi. Bàn xoay này mình tự sản xuất hay mình nhập ở đâu ạ? Cái này là mình đặt hàng cho bên cơ khí, người ta gia công theo yêu cầu của mình. Thuần biết. Rồi một mặt phẳng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chứ mặt nghiêng cái đèn em làm đổ. Anh còn cái này là để mình cà lăn gì phải không anh? Dạ, Ủa này giống ăn sushi. Cái này thì nó khá là giống cái dụng cụ làm bánh. Dạ, đúng rồi. Thì là dùng để cán đất sét ra. Thì ở đây mình có, thứ nhất là cơ bản nhất là đất sét. Là cái nguyên liệu chính để mà trong sản xuất gốm này. Ủa nhưng mà loại đất sét này thì có phải là giống như loại đất sét của các bạn học sinh làm ở trên trường không ạ? Đất sét mà các bạn sử dụng ở trên trường ấy, thì thường là đất sét tổng hợp ấy. Đất sét nhập khẩu từ nước ngoài về đa phần. Thì sau khi mà tạo hình xong á, thì nó sẽ là cứng lại. Sau đó mình sẽ có thể là ví dụ như là trang trí lên cái sản phẩm đó, hoặc là tráng men để phơi khô để mà nung. Thì cái quy trình sản xuất một cái sản phẩm làm đồ gốm á, là trước tiên là nó sẽ tạo hình từ đất sét, tạo hình ra ví dụ như hình cái bình hoặc là cái ly, cái cốc gì đó chẳng hạn. Sau đó thì mình sẽ trang trí rồi phơi khô và cuối cùng là nung. Thì sau khi nung xong thì là sẽ là sản phẩm hoàn thiện. Còn đây là một số dụng cụ hỗ trợ trong khi mình tạo hình. Nói gì nói mình cũng phải thận trọng. Bởi vì sao? Thầy là theo đuổi nghề và đam mê, thầy quá chuyên nghiệp rồi. Thì theo thầy thì mấy cái này nó đơn giản, nó dễ. Nhưng mà mình là những tấm chiếu mới. Chưa trải luôn. Đúng rồi. Thật ra là bây giờ mình phải tìm hiểu tâm lý cũng như là những kinh nghiệm đi trước của những bạn học viên đã từng tham gia ở nơi đây. Đúng rồi. Cho hỏi. Giao lưu với mấy bạn nha. Đi. Nhỏ thằng tí. Đúng rồi. Hỏi thăm kinh nghiệm được. Ở miền Nam, nổi tiếng nhất có lẽ là gốm Lái Thiêu, được sản xuất tại Bình Dương. Điều này là nhiều người tự hỏi, một thành phố phồn hoa như thành phố Hồ Chí Minh, liệu có nơi nào để người yêu gốm sứ đến thăm và tự tay làm ra sản phẩm hay không? Và câu trả lời chính là những hình ảnh các bạn đang thấy ở đây. Gốm Sài Gòn, tự hào là điểm sản xuất sản phẩm gốm sứ trong lòng thành phố, giúp các bạn trẻ học thêm những khóa học làm gốm mà không cần đi đâu xa. Tại nơi đây, các bạn có thể thấy nhiều tác phẩm gốm với đủ mọi hình dáng vô cùng bắt mắt. Đây đều là các tác phẩm do học viên của Gốm Sài Gòn làm ra. Tác phẩm gốm đi theo phong cách minimalist, phong cách đẹp tối giản của tương lai, sẽ giúp đáp ứng được thị hiếu thẩm mỹ, lạ, hữu ích của giới trẻ, đưa gốm sứ đến gần hơn với thế hệ tương lai. Chào bạn. Chào anh chị. Cho Hoàng hỏi thăm sức khỏe một tí nha. Dạ. Về tình hình học tập của mình ở studio nữa. Trước tiên thì không biết là bạn tên gì ạ? Dạ, em là Quỳnh. Quỳnh đã tham gia vào công việc này cũng như là việc học này được bao lâu rồi? Mới hôm nay anh. Mới luôn. Hôm nay bắt đầu trải. Không biết là anh chị có để ý không, thời gian mà vừa rồi mình giãn cách đó thì mọi người chắc là cũng khá là sống chậm lại. Đúng rồi, chính xác. Nói nhiều đến cái từ là mình phải quay vào trong, xong rồi cái mình phải làm việc với bản thân mình, rồi có những cái vấn đề gì mình chữa lành nó để mình có thể giao tiếp với cộng đồng tốt hơn, đúng không? Thì ví dụ như những cái công việc như là nấu ăn nè, rồi hay là ngồi thiền hay là đọc sách, thì nó đều có một cái chung rất là giống với làm gốm, đó là cái quá trình mình làm mình cũng phải tập trung nè. Đó, xong rồi cái mình cũng phải tỉ mỉ. Thì đó, em thấy hả, nó cũng khá là hay cho những ai đang muốn thực tập cái những cái trạng thái mà chậm lại trong cuộc sống, để mình tập cách yêu thương nhiều hơn. Thì mình gửi gắm cái tình yêu thương của mình vào cái chuyện làm gốm vậy, em thấy nó cũng rất là đặc biệt. Dễ thương đó, quý vị thấy không? Một bạn học viên trẻ tuổi, nhưng mà qua cách nói của bạn ấy, chúng tôi cảm nhận sự lạc quan và đầy tích cực.
Và đó chính là một trong những công dụng mà việc học làm gốm đã mang lại cho các học viên. Yeah. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Ráng làm nha. Thầy Kỳ, bữa này hướng dẫn cho tụi em làm cho thành công nha. Đi thôi. Đây. Đúng nghĩa là mình ra lò đó em. Đó. Đây cái lò. Wow, bự quá. Cái lò này công suất rồi nhiệt độ tối đa là bao nhiêu vậy thầy? Thì thường nhiệt độ tối đa của một cái lò nung gốm thì tầm khoảng 1300 độ. Trời. Ủa cái bạn nhỏ cái trong kia nhỏ mình sao đây bự quá. À đây là cái bàn xoay điện ấy thì mình sẽ có thể là hôm nay mình sẽ tập một vài sản phẩm trên cái bàn xoay này ha. Còn gì bằng nữa? À, bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn đầu tiên. Dạ vâng. Để cùng nhau thủ công nào. Kìa. À, thì mình sẽ sử dụng cái cục đất sét mà bên anh đã chuẩn bị rồi. Dạ. Ừ, thì mình sẽ tạo hình ở trên cái bàn xoay này. Có thầy ngồi kế bên cái yên tâm liền anh Hoàng. Dạ. Thì trước tiên á là mình sẽ xoa đều. Cho miếng nước vô. Không. Nhiều quá là nó lại không có dính được. Trời, vậy là phải lượng nước nó phải phù hợp nha mọi người. Thì ẩm thôi. Mình sẽ đẩy cục đất vào ở giữa cái tâm này. Giữa tâm, ngay hồng tâm. Đúng rồi. Rồi. Thì sau này mình sẽ đỡ phải là lấy tâm hơn. Dạ. Bước tiếp theo là mình sẽ là tạo hình. Dạ. Ừ, rồi cuối cùng ấy thì mình sẽ để khô qua khoảng một ngày và hoàn thiện. Dạ. Ừ, thì giờ bước đầu tiên là bước lấy tâm. Thì mình sẽ để bàn xoay lên cho bàn xoay xoay. Ồ. Đúng rồi đó, thì, nó chưa vô tâm hẳn nè. Bây giờ mình lấy tâm, tạo hình, phơi khô. À, vậy thôi bây giờ thời lượng phát sóng có hạn. Anh với Linh thi đua nha. Dạ. Coi ai mà tạo hình đẹp thì cái người mà không được đẹp sẽ phải chịu hình phạt. Ai chịu phạt? Phạt bằng... Đáp tính. Ok anh luôn. Thầy ơi, vậy được chưa thầy? Ừ rồi, ok rồi nè. Căng lắm á, chứ giỡn mà trời. Vui nè. Đừng có ấn sát xuống cái mặt bàn nhé. Để cách cái mặt bàn khoảng tầm 1 phân vậy đó. Không đo được 1 phân. Khoảng. Còn nếu mà lủng một lỗ thì mọi người cứ làm cái chậu cây á. Chậu cây nó có lủng lỗ thì mình tưới cây đó mọi người. Rồi thêm một chút xíu nữa. Rồi cái mình giãn hai cái ngón cái ra. Một ngón thôi làm chi các bạn. Mình kéo về một bên thôi. Đừng có kéo hai bên. Kéo hai bên là sẽ... Một bên vậy ha? Đúng rồi. Xong rồi. Ủa? Sao nhìn giống cái lư hương vậy? Ủa nó không ra bình bông mọi người. Gì vậy? Bên Linh đẹp nè. Cũng được chứ bộ anh thay hè. Ừ đúng rồi. Thầy Kỳ, giờ xin mời thầy chấm điểm tác phẩm của hai học sinh ngày hôm nay. Thì là cái này mình khi mà mình làm là mình thêm nước vào để cho nó trơn trượt và mình làm đều tay hơn để nó khỏi bị méo ha. Dạ. Còn bên của chị Gia Linh thì là về cơ bản buổi đầu tiên như vậy là rất ok rồi. Sản phẩm rất là đều. Được. Cảm ơn anh. Rồi, nói chung là bây giờ đó thắng thua quan trọng gì vui là chính ha. Dạ. Vậy sao anh? Khỏi phạt ha. Ủa gì kỳ anh phạt chứ sao không phạt anh? Thôi cái chuyện thắng thua cũng quan trọng nhưng mà cái nào phải ra đó phạt là phải phạt nha anh. Thôi phạt gì? Thì ta bây giờ hát một câu gì đó đi để tặng cho thầy Kỳ nè cũng như quý vị khán giả nè. Cô biết câu giọng cổ nào mà về gớm không? Thôi Gia Linh cho anh câu nào cũng được, hát trước rồi anh hát không? Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Điệp ơi. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Xin đừng hát xin. Đừng hát nữa được không? Dài quá vậy, ôi là dành đó.
Cảm ơn Gia Linh, cảm ơn thầy Khắc Kỳ ngày hôm nay đã khiến cho chuyện đó chuyện đây thêm hấp dẫn và thú vị. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những cơ hội dành tặng cho quý vị khán giả đam mê về gốm sứ và tự tay mình tạo nên những tác phẩm thủ công ý nghĩa và đặc biệt này. Chúc cho thầy có nhiều học viên thêm nữa, và cái studio gốm của mình nó sẽ phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn anh chị. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi và đồng hành với Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Hòa Đăng Bơ, Gia Linh và thầy Khắc Kỳ xin được phép chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người.